Kính thưa quý vị, dạo gần đây thì phụ huynh hay than phiền rằng tại sao trẻ em lại hư hỏng nhiều như vậy? Cái gì cũng có lý do của nó. Để biết được thực hư vấn đề ra sao, mời tất cả quý vị và các bạn cùng tham khảo những nguyên nhân dưới đây. Sơn tinh thủy tinh đánh nhau giành gái. Tấm cám giết nhau giành trai. Cô bé choàng khăn đỏ cãi lời mẹ, không có kỹ năng tự bảo vệ. Lọ lem đi chơi 12 giờ đêm mới về. Bạch Tuyết ở chung nhà với 7 người đàn ông xa lạ. Cô Tấm hay anh trai cày trong cây tre trăm đốt ỉ lại dựa dẫm, chỉ biết khóc chờ bụt giúp đỡ. Lạc Long Quân Âu Cơ, sinh đẻ vô kế hoạch, bày đầu ra vụ ly hôn. Anh Tiều Phu trong Anh Tiều Phu và Con Quỷ thì toàn khoe khoang và đi ăn vạ. Mỹ Châu Lụy Tình tiết lộ bí mật quốc gia. Nàng Tiên Cá thì tập tành quyến rũ trai đẹp.